Không nước muối có chưa? Không có rồi chứ. Ướt đâu mà ướt. Đâu mặt ướt á. Alo. À, chỗ trốn được một quán mang. À đúng rồi. À, chị giờ chị qua có chỗ đóng rồi em có. Đang rảnh á, đang rảnh á, chị qua đây chị. À đang rảnh rồi. À. Dạ à, dạ dạ. Chị qua chỗ Tân An phải không? Hay chỗ Tân chỗ nào cũng được chị. À rồi. Dạ. À, khách vui chứ. Chị cũng biết rồi. Ta chịu. Ta biết kiếm tiền rồi. Mai mua bữa đi qua bê em á chị à? Ừ. Mua chứ bữa đi về qua tập đầm. Dạ. Chứ không phải cúng nè. Mua to hay là nhỏ chị? Bình thường là muốn bình thường là đừng đừng mua cái gì mà đắt tiền mà công. Hay đừng có như mình nghe ta. Dạ. Hình như là ta nhớ quả bữa của mày kinh dị em lắm. Với chị Nhân hắn cứng ngắc luôn chị. Bởi ta nói hai đứa nó là thầu chắc lâu lắm mới ra nghề. Mua tới bữa ra y hắn luôn.
nó khô rang cứng ngắc. Mình tươi lừa tươi đúng không chị? Không không không, không chị không phải. Quả em với chị nhân y luôn. Không tươi, héo không được. Cái mùa bình thường nó qua với bình thường. Đâm thôi mà, mình cứ tập đâm thôi mà. Chứ mình ăn đâu mà lo lựa. Rẻ rẻ thôi. Đừng mưa bụi da xanh và đồ tốn tiền. Nó không tụi niên hưởng. Ăn cái. Hồi trước nhà mình bưởi miết rồi. Đợt này không có. Đợt này không có bưởi. Em tự cúng thiệt cái chỗ. Em tìm chỗ ông địa hoặc sao. Này, nhiều người ghẹo quá. Đi học nghề mà đang bắt ta mua quả bưởi vậy. Suy nghĩ đó. Tự mua mình kêu mua để cúng. Cúng là tự cúng thiệt. Cúng. Còn yên nữa. Đi lựa cái cúng thiệt đẹp đồ. Kẹo. Ủa, xong rồi mình chỉ học rồi. Qua cái đi. Trời, đúng mà em tự mua làm chị cúng. Biết được cái nữa không? Trà hát ồn ào kinh khủng. Hắn mà giờ đây là ngăn á, chứ mình chả khó tính á. Chắc được, tắt đi, được chứ, được rồi. Hết mụn bên đây rồi.